tính trai chủ tiểu về đình lệ giá tiên cập phong linh tư bãi Phật là chư vị chân linh về tôn làm tràng phó trái Nam Mô. Nhất thế nhất tâm văn hương nhất triệu thỉnh thập ban pháp giới hoa thành đồ trực trí nhân tâm hồi dạ vô tứ thánh lục phạm mà giai sở tạo nhân duyên quả báo cổ sai ấy à thu lần thứ nhất nôn nén hương tâm xin nguyện chư vị chân linh trình tiền phạm ma trên linh trình tiên phạm phí ngọc tài tự phúc tình nguyên dương mạnh sinh như đinh xíu niên mùa nguyệt nhà thời độ sinh hưởng thanh xuân nhị thập ngũ tế tà thế ư tân xíu niên xíu nguyệt nhị thập nhị nhật là nương thời mạnh trung khổ gặp gia thiên tiền tổ nội ngoại gia thiên phảo gia thiên tổ địch đại tổ tiên tử nay tình cả ta thế hoàn gia trái chủ cửu độ chân nỗi đẳng chư hành hồn từ nay được trường phép màu tựa nương chư Phật nhờ chân ngôn chư tăng trì đồng bí mật tối ninh về đây thủ hướng đồng thành nhà mâm cơm phẩm bật hương hoa cũng giả ba lần nắp hương ba lần triều đình an hẳn mong linh hồn đã về tới chốn đàn tràng nơi đây là nhờ tam bảo ngài soi đường chỉ nôi đến trước làm giang được thành thôi. Ê a nam mô a ai a nam an tòa tân ngôn tiên giang di kinh giáo yêu tình quê chân ngôn cẩn đương chỉ đồ mà thổ về giá chi a pháp thủy a sái tình thanh lương cẩn cụ danh hương dục thân cũng ra giảng bồ tát nam mô giảng bồ tát nam mô hương cũng giảng bồ tát ma ta trái tổ ghi kết thương vị đằng không giao hiếu khai yết hậu chân ngôn cần đương trì tổ giả chân đã nên chính tiến phạm quý ngọc tài từ phúc tình nhà tập chân linh phổ tiến phạm thì huy ní hiệu diệu ninh chân đã nên nha phạm thì huy phục hiệu diệu tâm chân linh nguyên thì huy toán phổ cập cứu huyền đất tổ nội ngoại gia thiên phạm mà bốn đường đường địch đại tổ tiên thượng cao cao như tỷ tổ hạ cập quyền viễn chi tôn tổ cô mãnh đương bà cô mãnh bá thúc huynh đệ cô gì thì mười á thân liệt thích viễn cẩn thân sơ chân linh cô bé đỏ tại gia cậu bé đỏ tại gia thai nhi sàn nan trong đồng chi tộc nội ngoài hữu danh vô hiệu hữu hiệu vô danh thiết liệt về đẳng đẳng chư vị tiên ninh nha tình cả ta đế hoan gia trái chủ cửu thù chân đòi đẳng chư hoạch nhà hồn na giang võ tỉnh phách nay năm kim trường ngã tam buổi ra giới chân ngôn yết hào tờ khai thông na đạt vô ngại nhiên hậu thủ hưởng pháp thực kê ma về á trai chủ
hiện thế Trần Thị Ngọc Trâm Ma cô nữ tử Phạm Trần Nam Chi ai phụ Phạm Văn Hỷ ai mẫu Phạm Thị Niễu nhạc ai phụ Trần Văn Cao nhạc ai mẫu Đinh Thị Loan Bảo Huynh Tân Huynh Thích Thanh Thọ Trần hợp lòng toàn thể gia dương môn quyến đảng cổ hữu chủng chủng hương trai kim đương phụng hiên giao hữu biến thực biến thủy chấn ngôn cẩn đương trì thọ nam mô thân ơi hệ con người ta sinh ở dương gian khác như hoa nở lá tàn mau thay sương xa buổi sớm tuyết ban ngày số trời đã định đổi thay được thương cho cuộc đời như giấc chiêm bao đồ vương tranh bá đời nào còn ai xưa đức phật mình dài giữ trường trốn trong năm toàn dấu hoa thân xưa kia có đức lão quân hoa phù làm thuốc làm mà thần với tiên là sông lệ thủy giỏi truyền cổ tích dường rộng sông xạ canh tâm hơi ông bành tổ sống 800 năm ấy là bậc tổ ở trong cõi đời như thầy tử nhãn nồi mới có 32 tuổi phải xa nơi suối vàng trẻ cũng già ai mà dễ đổi dâu trước sau cũng phải một đàn tam hoàng u đê thánh quân dẫu có thọ ngàn năm tuổi rồi cũng một lần phải ra đi kìa như vua thần long thủa trước làm thuốc hay sao không cứu được người lại như biến thước thực tài cũng không cứu được những người số chung em cũng hùng đem mình gieo sông xoeo xuống giữa dòng ô giang thương tay cho vua Tần Thủy Hoàng nơi đã đắp biệt ở đường mà đi khi thất thế thì của trời trả tay của cha trời có đem đi được đâu hỡi ông Hàn tin có công đánh thành cướp nước mà giúp ông Hàn gieo mình xuống suối vàng là thiệt nghĩ thương ai mà tiếc cho ai không một những đấng anh tài 72 gã còn ai đâu nào thành dung vương khải giàu sang bao xiết hai tay bỏ xuống của nào còn không tấm thân ở miếu nước miêu đồng còn ba tấc đất vẫy vùng đến đâu biết rằng dẫu có làm nên công cao hay là danh trọng rồi chẳng qua không nại hoàn không giàu sang phú quý hơn người của thời giữ mãi ở đời được chăng trăm năm mê thăm thẳm bao lâu tóc mây mây chóc bạc đầu tới nơi hoa hoa ba tiếng chào đời ô hô ba tiếng tới nơi suối vàng ta nơi giờ đây khi đã thác rồi thì ba tấc đất vùi sâu là hết dưới suối vàng mà gửi thịt gửi xương thân ơi nhật đàn vô thường công danh tài sắc tiếng thơm còn để lại trên đời thân ơi hồn nghe lời Phật nhủ xin hồn đừng oán hận làm chi chữ rằng sinh ký tử quý hồn từ Phật tử tìm về Tây Phương Nam Mô sinh tịnh độ Yeah.
nguyện cho về chân linh sinh thầy vương tình đồ chúng kiều hàm niên nó vi phổ mẫu hoa khai kiến phật ngộ vô sinh bần toái bồ tát vi mạng nữ niên chỉ hài hội di đà như lai quán âm đề chê tọa niên đài tiên dẫn thượng tiên giai đại thầy hoàng khai phổ nguyệt ni trần là ai nhật là thiết tiêu về pháp như mẫu nguyện bảo hạnh như lộ diệt như điển ứng tạng như thị quán chư hành vô thượng thị sinh diệt pháp sinh diệt diệt dĩ tịch diệt phi lạc ra chân đành trinh điện và mỹ ngọc tài tự phúc tình nhà phổ cập cứu huyền tất tôn nội ngoại gia tiên nhất thất liệt vì đẳng chư thiên linh tình cả ta đế oan gia cha chủ kêu thổ trầm nói đang chữ oanh hồn sinh hồn nhất vì chân linh duy nguyện chân nhất chân bất mùi đồ dù đốn không minh tốt nhân gian sinh tử căn trần đốn nhập như nay bảo mình không ai quan âm mơ mà tăng bàn thế chí vi bằng bát nước chi chúng thân tề đàng kiều niên đài bàn nhạt tiêu giao thần đề tỉnh vực địa tà trần nào niên khai thượng phẩm chi hoa và tổ nhất sinh dê ký sao yêu vang sinh chân ngôn cản đương hề lô nhân này là tiết đông thuyên tuần lâm phổ độ lòng thành dương quyết sắm sửa minh nghi kịp ngân tài ma dâng lễ áo bá đồng hồ trông lên áo bá đồng hồ trông lên chỉ thấy bàn thờ ở đây áo này hồ dễ ai bay hồ dễ ai bay áo này hồ dễ ai bay trông lên năm bức tôi tay bạn toàn trông lên thấy áo càng thương mà càng thương ý mà sao chẳng mặc thì lại còn tiêm phong làm cho thảm thiết trong nở thảm thiết trong lòng làm cho thảm thiết trong lòng thì trông lên thấy áo ý càng thương càng sầu lấy hồn ăn ở nơi đâu hay là hồn đã lên trầu thượng thiên vui cùng các cụm quần tiên tiên cười mây đón gió hồn lên thiên đường để cho thân ta quên và nhớ thương thân quên nhớ thương để cho thân quên nhớ thương ra vào chẳng thấy nào thời ngóng trông nào thời đi bắc về đông giáng hình chẳng thấy trong lòng xót xa thân quyết nước mắt tràn hòa nước mắt tràn hòa thân quyết nước mắt tràn hòa lập đàn hoa mãi nơi thầy tục kinh vong hồn lại được siêu sinh hộ cho dương quyết thiên linh thọ trường nghi dùng bằng phố đô theo là minh quan từ đại cô ta cũng không ngoài nhà xe ngoài đại minh nhật chủ nhật từ đại ngũ hoàn công an thầy chủ do đại ngũ hoàn công an thầy chủ do đại từ đại này đại thành đại hoàn mà hiện thành bãi tà tam bãi
cơm cho vong linh cũng như cấp mã cho vong linh và tổ tiên đã được thành tựu. Chúng con tri ân công đức của chư vị đại đức. Mạnh kim cương kết giới chúa mật đệ đế đại minh vương vẫn về bản thể hô đàn chàng bình xích kiêu ma vô chướng ngại. Thiệt gì à, hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cung ghê tạp hoàng bó nương thường chủ tam bảo nhất thiết chư Phật Bồ Tát. Duy nguyện hoàng thủy đân bẩn quảng bá từ tâm giang phó đoàn viên chứng minh công đức phương hoa thỉnh. Ước hoa thỉnh quy quy kim quyết hiệu huyền cung đao đài trung cung đảng đảng giao đài tổng bình hàn cung uy thiên vô trí tôn cao thượng hiệu thiên ngọc hoàng gượng đế tam thập tam thiên thiên đế vô sắc giới trung tứ không tứ thiên thiên đế sắc giới tứ thuyền nhất thập bát thiên thiên đế dù tới thiên trung hồ thiên thiên đế thiên cổ chư tư như thế thanh chúng chúng di nguyện ý à tế khổ điều ân hảo sinh ba đức quang giáng ba đàn chứng minh công đức hương hoa thế anh à. Hoàng nay an tỏa chân hồn tiên dương dị kính nhất vị hương hoa đăng trà quả thực lý đương phụng hiến biên huyền cung đáng đáng bóng tuy cao nhị thính đoàn thực kỳ ti phù âm phù minh minh khi cả tông nhị cầu tật đứng hạ thiên công chi tạo vật an năng vật bản hồ thiên tòa tổ đức dĩ sinh nhân cố nãi nhân thành cho tổ thị dĩ viên thanh yêu khiến đàm định nghe về chẳng ta ảnh hưởng nghe gì á vô tư niệm bất lý thần chỉ hữu hệ kim vị trai chủ đồng gia dương môn quyên đăng thiết niệm phao sinh nghi á độc nghi thế á khô á dị phàm khô ý thần hồn lý nan biến ư khiến phiêu hiển vị minh ư hỏa phúc ca tổ vị Việt Nam quốc Nam Định tỉnh giáo thủy huyện giao hương xã Hà Nam thôn đệ nhất ân tỉnh đàn gia trung sư cử tượng cùng thanh niên cũng ý dạng đông thiên tuần năm phổ độ kinh sư tuyển định tiếp triệu vong linh phát tấu biểu quan thịnh phật đổ vong cấp mã minh tài quy y tam bảo tiền sám sinh nhân hậu sám hối tổ tiền khai phương phá ngục giải oan thích kết cắt đoạn giải trừ tam sa trùng sát phản kiếp luân hồi tinh độ thân truyền nam thương nhiều tử phân đệ tử giơ đồ ai mong sơn thế thực trần tế cô hồn nguyện kỳ âm siêu thượng cánh quân tương lai văn sớ đệ tử tiên đầu kỳ cụ phu tiên cung đối đàn tiền dụng bằng hóa hoa bát nha ba thỉnh nha pháp chủ khai hoa kết ân phá địa ngục các đoạn trần nhị ngô Mô A Di Đà Phật, Nam 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 Mô A Di Đà Phật. Bì Tây Phương có Phật A Di Đà, từ cõi đấy có Phật Thích Ca. Nam mô Bồ Tát.
kinh đưa tam đồ tay cầu tay chiêu thật mà người khao thế gian nơi má thêm phương thanh nhà dưới tòa sen vàng hương trầm tòa ngát nhân ra lạy phật quán âm dìu con qua bên về nơi cho con được sống đời an vui cho con được sống đời sinh đời quan tâm cứu khổ qua đời cứu lan đời con rằng ơi nam mô đại từ đại bi quan thế bồ tát bồ tát nam mô đại từ đại bi thái thượng chân như là thầy đạo cao đức trọng quê thầy à tâm tinh hoàng hoàng phật là sắc khai quang hiểu tội vô tội bất đắc ẩn tàng vọng hồn siêu táo tâm quán thiên đường nghề cấp cấp như luật linh à.
thủ chỉ kim tích trường chân khai địa ngục môn đã nhược nhân dục liễu chi tam thế nhân thiết phật nì ưng quang pháp rời tình nghi nhất thiết duy tâm tạo phá địa ngục chân ngôn ăn già la đế la sa bà ha. Chuyển pháp vân âm dương đi cách biệt là thủy hóa đọa càn khôn gia đội đồng khang thái làm nữ thọ trưởng tồn tiêu tai giải các thiên tôn cần thỉnh đại thanh tả lại yên thế thần thông đồng chí đại bi chứng minh đệ tử pháp phụng trì về đau cho các đoàn luân hồi phản kiếp các vân ni tổn vọng nước nơi bách phúc thu quy kim liên kim nguyệt kim nhật kim thời kim tối đàn tiền thỉnh thầy giáo đao cắt tòa bạch đức thái thượng nghi chân chi như là thầy đạo cao đức trọng ghê thầy đức trọng ghê thầy đạo cao đức trọng tệ thầy thánh hiệu tổ pháp mỹ đức thầy đạo đam thiền sư chính chất phổ phổ A Mi Thích Ca Di Giáo uy nguyện làm pháp môn quê nhà ở Kim Chân Thôn lai định là xã nghe chúc thần giáng sinh ở trong nghe nào mà khí đi lòng mẫu khí đinh ở trong mê lòng mẫu khí đinh 81 tuổi mới sinh ra ngoài đầu năm mi giáp tí hoa khai tháng ai vọng nguyệt đi lỡ thai tử tả thủ cho bản kim quy trong chấn kim quy tả thủ trong chấn kim quy hiếu thủ chi việt tứ vi long bài diện phương nghe mặt chữ điện tài xuất sinh tả nhiệm mi thái thắng phàm thần thông trên đầu tóc bạc bằng bông nghe tóc bằng bằng bông trên đầu tóc bạc bằng bông nghe dưới chân có chữ nghi tứ tùng ngũ hành hiệu là đi bá dương danh tối mời thầy xuống nghe giác linh thần phù ba trăm mê tay ăn có vui tay ăn có dư 300 tay ăn có dư 900 đạo phù thanh tổ truyền an truyền truyền bất đắc cửu tình ta tộc ta chúng nghe uy hồ rộng anh thì chư thần này chư tướng chư tinh chư tế chư phủ chư doanh chư quân chư tướng nghe chư tinh hạ đàn tốc này giáng hạ mà đàn chú thông phép màu
khẩu chủ nhân này có sự khả khẩu à, bởi vì ra đổi à, lên màu thiếu khang thần hôn y nhật giá kinh hoa. Kỷ niệm kỳ trước thế u phàm biết đâu vô môn khả đạo khả cầu hiểu thanh quy đầu à, thì mệnh cho pháp sư cho muốn cho lạc nghiệp an cư. Lập đàn cắt kết khuôn trừ tà tinh tưởng đàn chư Phật chứng minh nghe chung ý đàn trừ tướng ý trừ ninh hạ đàn lòng thành tiến một chuyện nhà. Tiến một tuần nhang lòng thành tiến một tuần nhang kính mời tả hữu ban tâu bày trên trời thỉnh Phật Như Lai ngự trên bảo đài sắc ca tứ uy nga ngọc hoàng ý thượng đế vua cha ý a tòa thượng thiên lam tàu bắc đầu mà được biên đi đàn cứ chắc hạ cầm khuyên là dân chắc ngọc thành thái thượng mà lão quân đi thái thượng lão quân ngọc thành thái thượng mà lão quân đi đặt là giá phủ chú để nhất mai đường thì tòng chứng ma tử chú xưa trương tử chú xương ma thị tòng trương tử chú xương nghe dốc lòng ai quốc phù vương công đồng trần triều hưng đạo đại vương làm quan tiến sĩ triều đình trung can cho đem quân đánh bạch đằng ra đánh bạch đằng giang đem quân đi đánh bạch đằng giang y bày binh bố trận đi bắt hàng bạ linh tề thiên đại thánh tôn tinh nghe trả sơn quân đó nghe hộ kinh mà thầy tưởng lại mời phù đồng thiên vương. Phù đồng thiên vương lại mời phù đồng thiên vương nghe cười con thiên mã uy cường sung thiên tử vi đồng nhất tiên cưới con bành trành xuống miền hạ dân diện loài đặng chúng ta thân đi đặng chúng ta thân diện loài đặng chúng ta thân đi để cho thiên hạ vạn dân thái bình tản viên quang chúa thần dinh di sơn bạt tụ tàng hồng nước sông khổng lồ đại thánh minh không đại thánh minh không khổng lồ đại thánh minh không nghi phe thiên sáng mắt lấy đồng về nam chuyên cho cảnh từ giang nam y đạt ra pha phi đúc làm kim trung ủy chân nghi đường quốc anh hùng đường quốc anh hùng mà ủy chân nghi đường quốc anh hùng thì thanh danh lừng lấy vẫy vùng đầu đầu
tâm tây tam thủ gió ra thầy càng sĩ ai đang mà kinh đô bạch mã đại vương nghe ai ai bắc quốc đinh quang thiên triều bạch quốc đinh quang tình ngay chúc thực kỳ thương và vui chơi chân vẫn dày cao đế thành thơi cầm mô căn sắc cánh tươi do tay đồ ăn đi màu áo màu mai bắt con yêu quay bắt bài đang thương sơn tiêu đồ cướp thần vương nghe Nam mô A Di Đà Phật. Nam
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Ni Na Mô A Di Đà Phật, Na Mô A Di Đà Phật, Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà, A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, niệm Nam mô A Di Đà Phật, niệm Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. La 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 la. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Phật, niệm Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, A Di Đà, niệm Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, niệm Nam mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà, A Di Đà Phật. Vì đi thôi sơ tán lão phiền, đi xa léo bi danh đời sám phàm. Đi thân tâm thân sâu tịnh tai, quyết quay trở về bờ giác an vui, quyết quay trở về bờ giác an vui. Nam mô A Di Đà Phật, niệm Nam mô A Di Đà Phật, niệm Nam mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Phá địa ngục chân ngô. Hey!
hi a hi a. Khai giải ngũ thần môn đi, phù chú truyền pháp luân âm dương đi, cách kia thủy hòa đoạ càn khôn ra đổi đồng kháng thái, làm nữ thọ trường tồn tiểu tài tài ách thiên tôn đi a hi a hi. Chất khai địa ngục môn đi, nhược nhân dụng liễu chi tam thi thiết vật ứng quang pháp giới tính nhất thiết duy tâm đạo pha địa ngục chân ngôn an ta la đê la sa bà hai ai cục tù yêu đâu cục tốt đi như lệnh truyền dưỡng hồn để chốt tàn tiệt lời à. Tàn tiền dưỡng hồn về trước tàn tiền cần tình đại thành đà la yên đen thần tông lông trí đại bí chứng minh đen tư im pháp phụng trì huệ đao như gắt đoạt luân hồi phản kiếp các phân ni tồn vọng nước lời bành phụng tu quy kim niên kim nguyên kim nhật kim thời kim đối đàn tiền thỉnh thầy giáo đao ma cắt ni đoạn ni. Bồng phán là năm tướng anh định à, ý, à. À, ý, à, ý, à. Ý, à. Ý, à. Ý, à. Ý, à. Năm tướng anh định bồng phán đi, năm tướng anh định nghe à, tính nghĩ hay mà tìm bồ tìm mà tính tìm ta cứ hịch sai cầm ta chắc tính co việc thời cải tướng trịch bình trở lại mời nắm tướng nuôi định nhờ ý à. Bồng phát đi năm tướng anh định nghĩ à, tính nghĩ hay mà tìm bộ tìm mà tính tìm ta cứ hình sai cầm ta chẳng tính có việc thời thái tướng trịch bên lại mời ngũ hộ tướng định à, ý, à. Ngũ hộ tướng linh trở lại mời ngũ hộ tướng linh đi hồ
hổ trắng, hổ xanh hổ vàng báo hoa âm ba dạy vang thấy loài quỷ ta gian thời vô trở lại mời năm thương ngũ đồ. Thầy khuyên ma giang đàn lại mời thổ địa linh quan à, ý, ý, ý. Mời thổ địa đỉnh quan đi chiếm ngôi chính vị thành hoàng anh linh tài mời quỷ tướng âm binh hiệu sừng sỏ sắt tam thanh tự tài lệnh bài sai mệnh ra phó tướng thân quảng chờ mình đợi bắt nhà trên đỉnh thời lục đồng bát nhà. Thịt trắng tha mà lại truyền bạch tường yếu nga ơi à. Ai bạch tường yếu nga mà lại truyền đi bạch tường yếu nga ở trên mấy ngàn núi hiệu là ông voi cường tà quan quỷ mã nói mấy chấm ta đập lấy rồi mà võ trên sau nghe vậy bằng từ bỏ công luyện tập phụng thờ hùng mãi chư thần di định an bài tôi lại thỉnh mời thần nữ chúa tiên cứu chủng quỷ đức chúa thượng thiên ai. Cầm quyền ngựa chín mắt tặng mây nghĩa hưng nghi là thân phủ dày thịnh đựng chữa liễu ngày dày anh linh cho phép thiên na sẽ lụa tan tành nhờ à. Ai sẽ lụa tan tành mà đẹp thiên sẽ lụa tan tành rồi ra một phút lại đành cải từ bé thiên tàng hình và bây giờ có việc tế sinh nhà y à có việc tế sinh cho bây giờ có việc tế sinh khi thỉnh cầu giáng ngự chứng minh đàn tràng cung tình đức chúa thượng ngàn hình dung kiểu điều dịu dàng thanh tân ý linh đã dạy sân sắm co ba công chúa hiện tại vị vương dưỡng dưỡng mà uy linh đi chạc chạc dưng dưng à nói à những mà rộng mường xì đô mà khi thời bà gáy đàn cô à kia thời dòng nói tiểu lô thổ mường hiệu bà lê mại đại vương hiệu đừng là chúa mường giác ngã đàn tiên mà tiên tiên à địa tiên thủy tiên à y hì à. Ý
địa tiên thủy tiên địa thiên tiên địa thiên thủy tiên hầu hầu ha ha thầy khuyên giác đàn lại mời tam tướng sân tràng đỗ chính đỗ hiệu đàm đăng anh hùng đỗ hiệu đỗ bình đỗ trung đỗ cường đỗ dũng hợp cùng đỗ trường trên đại mời tứ vị hồng lượng a e mời tứ vị hồng hương nghe hồ thủy hồ thành hồ phái hồ loan cung thịnh thập nhị tiên làng té mây mà xuống dáng đàn chính tây mà tóc tiên na xanh cửa đạp mây cổ cao ba ngẩn cánh tay thượng à mà dạng như chân bước hải họa nghe lời khuyên thịnh tăng quả bản đà cung thịnh nhị vị đinh quan à cảnh nhân quang thần thông ba thưa cảnh nhân quang thần thông biến hóa thiên tiên bàn bàn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phá địa ngục chân vượt qua, cứ ẩn hương chúc
Trường Minh Châu tay cầm tích Trường Minh Châu, ba nghìn thế giới gục sâu phải dò từ âm phù cho đến nhân gian, chiếu soi cửa ngục mà toàn tức thì đội ơn Đức Phật từ bi. Thượng pha ngục thiên thành tôi quên vong hồn xuất ly giải thoát siêu sinh cấp 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 như luật lệ. Hồn siêu thoát tốc vãng thiên đàn cấp 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 bao nhiêu luật lệnh. Kim Liên Kim Nguyệt Kim Nhật Kim Thời Kim Đối Đàn Điện Pháo Chủ Khai Hoa Cắt Đoạn Chân Ngô. Nhật giả kinh hoàng thần hôn
nhật ra kinh hoàng niệm kỳ trường thế u phạm biết đâu vô môn cha đau cả cầu hữu phật quê đầu thịnh bệnh thuyền sư muốn cho lạc nghiệp an cư ý à. Đàn chư Phật quý linh trung đàn chư tướng chư binh hạ đàn lòng thành kiến một triển nhà ý à. Tiến một triển nhang kính mời tà hưu lưỡng ban tấu bài trước thời thịnh Phật Như Lai ngự trên bảo đài sắc tướng uy nga ngọc hoàng tượng đế vua cha ý, ý, à, ý, ý, à. Vì dân ngọc thanh thay thượng lão quân ý à. Linh thông phục ba đại đế quan tông tam quốc anh hùng đệ nhất đại đương thị tổng trương tử chu dương dốc lòng ai quốc phù vườn hán đình trần triều hưng đạo đại vương làm quan tiến sĩ triều đình trung giang đem quân đóng đập bành giang đại đình bố trận bắt giản bá tinh tề thiên đại thánh tôn tình ý, ý, à, ý, ý, à.
Đệ tuân kiện thành tạ lễ Phật thánh tam bái. Phật tiền tề thiên đai thánh phổ quang hai tòa dày thầy phát của phân ra phần ai lấy giữ lấy hòa mang đi. Áo này là áo túc tuệ phó cho tín chủ lấy về làm ăn mặc vào tuổi thọ ngàn xuân túc y túc túc nhất dân trường tồn. Áo này phân chúng oan hồn đem về âm phủ chớ còn vãng lai. Đồng tiền là của gia tài 290 trang dài đô là 9 đồng phó cho chủ nhà nhân khang và tình vinh hoa tông đường. 9 là địa cửu thiên trường âm phong cửu tộc các phương cửu thành. Tiền này phân chúng hung tinh lấy về âm phủ lãnh mình cho xa. Từ đời khôi trai hoãn ra chớ hề xâm phạm tội ra đến mình. Ní ngư là quả tốt nành hai con cá cái để dành đem ra một con phó cho chủ nhà sinh con nở cái để ra càng nhiều. Lý ngư là phúc phong nhiều phúc cho tín chủ sang giàu bình an. Một con phân chúng âm hồn đem về ở tôi trốn giang biên hải hà. Bằng lo chẳng nở con ra oan hồn ở thời nánh cho xa từ này. Bà tiêu vốn có hai cây thầy phó cây này phân họ sinh nhân lấy về trồng ở ngoài sân nở ra tươi tốt thanh tân dương già. Hãy đem hồ quý vinh hoa cho con vương tính để đai hàng cây này phần chúng hung vương đem về trồng dưới bắc năng làm ghi lấy nó chẳng nỡ một khi oan hồn tuyệt tích chơi đến đây. Dạ phu vốn có hai cây hiện là cây giấy của này cũng phân cây này phần họ sinh nhân trồng cho có dễ thâm căn tốt lành. Cây này vẫn chúng ông tên đem về ông vô anh minh một thân nghe thầy thầy bảo khuyên đàn chúng mấy giải thoát khỏi đàn oan gia. Noãn kê gọi đó trứng gà thầy phó một trứng cho nhà dưỡng gian đem về nó nở ra con ấy là phúc ca hay còn luôn luôn. Oan gia thầy mới phân sau trứng lại dư lấy để hầu làm ghi đem về ở chốn âm ti âm dương cách biệt phân ly đôi đường. Ma đầu đối phong sẵn sàng của nhà dân vật thế gian càng dùng phân cho tin chú một phong để dành làm dòng ma trồng dưỡng ra sinh nhân tình vượng cháu con căn chi bất màu thiết nhất di truyền. Một phong phó cho oan hồn đem về âm phủ chớ còn vàng lai. Tốc tư thầy này chia hai của ai vẫn ai vẫn ai nấy cầm phận cho tín chú một phong để sau năm trống mà trồng dương gian. Phong này phó cho oan hồn đem về âm phủ kiểu còn vàng lai ấy là sản vật gia tài thầy đã chia khắp mọi loài gồm nó. Hồi hướng này ta gồm thank you.
Thế Tất Kiện Thành Tạ Đệ Phật Thánh Tam Bái. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức và thưa toàn thể các tín đồ Phật tử cũng như gia đình thân quyến, văn lễ giải oan thích kết khai phương phá ngục để cắt đoạn cầu nguyện âm siêu dương khánh đã được thành tựu viên mãn trong gia đình cũng như các quý Phật tử sẽ lễ tạ Phật, sau đó giải lao các vị thanh niên hoan hỷ trở lên trên khu vực lễ đài để giúp quý thầy chuẩn bị lại đàn tràng để chuẩn bị cung đón trên đức thượng tọa Quang Lâm nơi pháp hội để gia trì cử hành phần nghi thức mông sơn. Tràng Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Cung kính gương bái bạch trên Thượng Tọa Thích Tâm Thuần Viện Chủ Tổ Đình Linh Quang Nghiêm Điền. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng từ bi hoan hỷ bố thí cho từ ngày hôm qua tới ngày hôm nay được sự hoan hỷ hứa khả của trên Thượng Tọa Viện Chủ Tổ Đình Linh Quang Đêm Điền, Đại Đức Thích Thanh Thọ Con cũng như toàn thể gia đình thân quyến thiết lễ đàn tràng tại nơi tư gia để cầu nguyện hồng ân Phật Tổ, kính nguyện phổ độ Tổ tiên để vong linh chính tiến Phạm Vĩ Ngọc Tài, tự phúc tình cũng như gia tiên hai dòng họ nội ngoại được vãng sinh. Ơn nhờ công đức đó, thân quyến được cát bảo bình an. Thời giờ này là phần cúng bông sơn thí thực chẩn tế cô hồn Đại Phật Tiên Dương. Trên đàn thượng lúc này chúng con xin được đê đầu cảm thỉnh trên thượng tọa từ bi hoan hỷ bố thí cho để gia đình đại đức con cũng như toàn thể thân quyến được ân chiêm công đức. Nam mô A Di Đà Phật.
thâm bia đại biện tài đoan cơ ba thượng tuyệt trần ai tưởng qua tưởng qua thiên sinh bệnh cam đồ năng trừ vạn kiếp tài thì điều vẫn khai kim thế giới hồng liên dung xuất ngọc lâu a đài kim sương tán vô cùng tận nguyện hướng nhân gian ứng hiện nay điểm tệ chân ô Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.
Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thời thầy ấy không luân hồi, thầy ấy mau về thôi. Thiên đức tấn tu thiên căn hệ giả đức tu sao đồng tòa sen mẫu ta nên ngồi. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà niệm danh Đức A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện cho những ai niệm Phật giờ thân thế luôn bình an, được sống trong mọi nhà vừa gian khó trong buồn ngàn, lòng yêu não mau phai tàn. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà
tượng Bồ Tát Ma Tát Ân Ni Diệu Hòa Thiên Mô Cung Tăng Vật Nguyên Ngao Phật Từ Bi Ai Na Tổ Nhân Duyên Tư Thính Trở Chất Chính Như Trùng Trùng Vi Diệu Hoa Phụng Hiến Thượng Sư Tam Bảo Tôn Di Nguyện Từ Bi Ai Nạp Thổ Thính Nhị Vị Tổ Đức Dưỡng Hoa Thượng Thiên.
Tát Ma Tát Thỉnh nhị vị khai hoa ngũ ấn.
dưới tòa sen và con quỳ đầy Bồ Tát Quan Âm. Người đã cho con niềm tin yêu giữa quần thể Quan Âm Bồ Tát Tiểu Biên Tông, mười hai nguyện đơn cầu mênh mông cứu giúp bao người qua cửa khổ nạn từ bi độ đời. Trong gia chung
với thầy Thích Thanh Thọ đây thì cũng được sự hoan hỷ của thầy Nghiệp Sư, thầy Bổn Sư, rồi trong các cụ trong hội đồng gia tộc nhất trí cùng gia đình cụ như thì sương hôn để tổ chức lễ ở tại gia chung để niêm hương lễ Phật, để cầu nguyện cho các chư vị tổ tiên được về cảnh giới đẹp. Nam mô đạo tràng giáo chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên thượng tọa Thích Tâm Thuần Viện Chủ Tổ Đình Linh Quang Liêm Điền. Kính bạch chư tôn thiện đức tăng từ bi hoan hỷ bố thí cho. Giờ này có đại đức Thích Thanh Thọ con cũng như gia đình thân quyến có duyên sự, con xin được dâng lời tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn túc hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng từ bi hoan hỷ bố thí cho. Chúng con thường được nghe trong kinh thi Đức Phật dạy rằng, muốn đền đáp ơn báo dưỡng của tổ tiên, thiết lễ công đức, thỉnh cúng dường chư tăng. Từ ngày hôm qua tới ngày hôm nay, được sự hoan hỷ hứa khả của thượng tọa cũng như chư tôn thiện đức tăng trong sơn môn tổ đình Đinh Quang Liêm Điền, đại đức Thích Thanh Thọ con cũng như gia đình thân quyến di thủ vi lễ cung tiến tam bảo để cầu nguyện cho vong linh của Bảo Đệ là vong linh Phạm Ngọc Tài tự phúc tình cũng như tổ tiên hai dòng họ nghe lời kinh Phật sớm được vãng sinh về miền tịnh cảnh. Ơn nhớ công đức đó, gia đình chúng con cũng được cát bảo bình an. Đáp lại lời thỉnh cầu với tình cảm đạo mạch cao cả trên thượng tọa cũng như chư tôn thiện đức tăng đã bất tử nao quyền, chấn tích quang lâm, hạ cố phú lâm về tại chốn gia chung để niêm hương bạch Phật, kỳ nguyện cho các công việc của đại đức con cũng như gia đình thân quyến được ân chiêm công đức. Tới giờ phút này công việc đã được thập phần viên mãn, đại đức con cũng như gia đình thân quyến xin đê đầu ra di thủ phi nễ đê tạ cầu thỉnh trên quý ngài. Kính bạch trên quý ngài, trong suốt quá trình diễn ra khoan lễ, bởi chốn gia chung chúng con chật hẹp nên công việc cung đón chư tôn đức về tứ uy nghi không được như kinh như luật như Phật sở chế, gương mong quý ngài thì từ hoan hỷ hứa khả. Chúng con xin được cầu nguyện hồng ân Phật tổ, kính nguyện trên thượng tòa được pháp thể kinh an, tuệ đăng viên chiếu, luôn luôn là những bậc long tượng trong hàng Phật Pháp, để cho hàng hậu học chúng con cũng như nhân dân Phật tử được ân chiêm công đức. Kính bạch trên thượng tọa, các duyên, các sự, các lý con đã được tác bạch, kính mong trên quý ngài thì từ ai bẫn hứa khả, để đại đức con cũng như gia đình thân quyến được ân chiêm công đức. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay trong gia chung thì có công việc thì đại đức đại diện để có lời thay bạch cho gia đình thân quyến. Thì như trong kinh Phật dạy ngài Tôn Giả Mục Kiền Liên, cho dù thần lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu được đâu. Cho nên, muốn cứu được mạng người phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Mười phương chư tăng là giới đức, thanh tịnh. Cho nên là mới đẩy được cái hòn đá lớn. Cho nên là một mình chúng tôi cũng không làm gì được. Phải nhờ vào lực lượng của chư tăng, nhờ vào tấm lòng của trong gia đình chúng ta giữ gìn có tâm đức. Cho nên ở trong bài cúng Mông Sơn hôm nay có đọc cái bài kết thúc là đả phá Diêm Quân Đài tái tiền Phạm Câu.
cho nên là đập tan cái đài của Diêm Vương đến soi, bởi vì Diêm Vương đến bắt mà. Cho nên là gọi là thì cá câu, nhưng mà câu cá hay cá câu, cho nên là bẻ tan cái cả cần câu của Diêm Vương. Cho nên bằng cái tâm nỗ lực của tất cả sức mạnh tâm linh của toàn thể gia đình nội ngoại, có như vậy thì cái kết quả được thập phần viên mãn. Cho nên là tất cả con cháu thành tâm thì chư tăng thì cũng có các bậc thánh tăng, thánh phàm đồng cư, không ai biết được thánh phàm, cũng có các bậc hiền tăng, cũng có các bậc tục tăng. Nhưng chúng ta với cái tâm cung kính phàm tăng thì trời đất thiên tăng cũng cung kính. Cho nên là giáng phúc các vị hôm nay thành tâm ra lễ tạ Phật Tổ Tác Đại Chứng Minh. Thì bây giờ thầy Thọ thì vì công việc gia đình như thế thì cũng lại phải quan tâm nhiều hơn nữa. Hai cái vai gánh vác đạo đời, pháp thân huyễn cảnh dạo chơi niết bàn. Nên là bây giờ lại phải động viên để thân phụ thân mẫu và gia đình. Đây là vật để nặng nề đấy. Thế là việc hôm nay thôi thì cố gắng tinh tiến, nỗ lực để có những cái gì sai trái đến đâu thì nấm rửa lạch kê. Trong kinh Đức Phật có dạy là quý nhất là có hai hạng người Phật khen ngợi như hoa ưu đàm. Là hạng người thứ nhất là biết tu bổ những cái cũ, hạng người thứ hai là biết làm lại cái mới. Thì chúng ta để có tấm lòng trong tâm tốt, để chúng ta ra sức học tập, để cố gắng để làm lạng danh tổ tông non sông đất nước. Thì cho nên là bằng cái sự trí lực, bằng cái sự kiên cố để cố gắng để tu hành đầy thuyền mãn quả, để báo đáp tổ tông lạng danh của tông môn pháp phái và dòng họ và gia đình thành tâm như thế thì Phật Tổ Tác Đại Chứng Minh. Nam mô A Di Đà Phật. Trên đức thượng tọa đất thủy từ, ai mẫn hứa cả còn phú chúc cho đại đức con cũng như gia đình thân quyến. Giờ này đại đức con cũng như gia đình thân quyến xin nhất nhất đê đầu ra lễ tạ tam bái. Nam mô A Di Đà Phật. Thế đại đệ tử chúng đang vong tùng kinh chú kỳ nguyện hoàng linh hạ quý ngọc tài tập các vong linh nhây ngàm tổ tiên hoàng ni quý ni hoàng ni quý hùng âm quý ngàn âm quý nguyện thị quý toan gặp tổ tiên nội ngoại đang giữ chân linh nguyện chân linh nhất chân hằng tỏ ngộ nục dục sớm tan không cõi nhân gian sinh từ xa địa nơi an lạc hóa sinh tình đồ ao thất bảo thành thời tắm mát đài cửu niên nhẹ gót tiêu dao quan âm thế chi kết đồng hàng bồ tát thánh đăng là thầy bạn thần thức hằng vui nơi coi tình nghiệp duyên trần không vướng mảy may trên đài sen chín phẩm nở hoa chữ Phật phóng hào quang thụ ký cầu nguyện cho toàn thể gia đình nội ngoại được mạnh khỏe bình an họ trường bao nhiêu hạt ách tai ương cao bay theo gió đừng vương đến người độc tài đem đến mười mươi quang đời hoan nụ cười hân hoan toàn gia thịnh vượng bình an thuận buồm xuôi gió an nhà nuôi tươi hồ nguyên tăng gia hoàng hóa phật tử hộ trì trăm họ quý đồng thành phát đạo hồi hương
đến bây giờ thì các giấy sớ mật đảo, các kim ngân tiền vàng chúng ta chuyển đi hóa, thì các vị lấy cho cái chậu to để đốt cái phù, thì mỗi nhà xin chai nước về về vẩy nhà đất cát. Đệ tất kiện thành tạ lễ Phật Thánh Tam Bái.